Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cái lệnh chim, tức là lệnh xén một phần đối tượng, cắt bớt một phần đối tượng. Cái phím tắt của nó là TR Enter ha. Thì xén một phần đối tượng nghĩa là sao? Là đây, ví dụ tôi có hai cái đường thẳng đó, cắt chéo nhau như thế này. Bây giờ tôi muốn cắt bỏ bớt cái phần đầu dư bên đây đi. Thì tôi sẽ sử dụng cái đoạn thẳng màu đen này ha, coi như nó là con dao cắt. Thì cắt đứt cái đoạn màu xanh này và cắt đứt phía bên trên như này đó. Thì việc đầu tiên đây tôi sẽ thực hiện cho các bạn xem nha. Tôi sẽ vẽ hai cái đường thẳng line. Đây line đây đó, lặp lại lệnh enter, lặp lại lệnh line này đó. Rồi sau khi tôi muốn cắt bỏ đoạn này ha, để tôi gọi lệnh chim là tr enter đó. Cái này nó hỏi select offset, thì các bạn để ý nè, trên cái dòng nhắc này nó nhắc mình là select cutting, tức là lựa chọn cái cạnh cạnh cắt đi, cạnh cắt tức là con dao cắt á. Thì đây tôi chọn cạnh này làm dao cắt, tôi muốn cắt cạnh này mà, tôi chọn cạnh này trước nha, enter đó. Xong mình sẽ chọn cái nè, nó kêu là select offset to chim, tức là chọn cái cạnh để cắt này, chọn này đó. Enter, kết thúc lệnh. Rồi bây giờ giả sử tôi muốn cắt cái đoạn dư này ra đúng không? Tôi muốn cắt, tôi gọi lặp lại lệnh nè, TR Enter, chọn cái cạnh cắt này, Select Cutting Edge nè, chọn cạnh cắt. Có phải tôi muốn cắt bỏ đoạn này là bên đây là con dao, tôi chọn cạnh này làm dao cắt nè, Enter kết thúc việc chọn dao nè. Rồi chọn cái cạnh để cắt ha. Đây đó, Enter kết thúc lệnh đó. Thì lệnh này cũng tương đối dễ thực hiện. Rồi thì trong cái lệnh này nó có nhiều cái tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là tùy chọn friend ha, là ta sẽ cắt nhiều đối tượng cùng một lúc, và các đối tượng bị cắt sẽ được chọn khi nó giao với cái đường friend. Friend này là giống như cái hàng rào vậy đó. Này ý nghĩa là sao? Ví dụ tôi có nhiều cái đường màu xanh này ha, và tôi có một cái đường cắt ngang vậy ha, đường này là đường con dao cắt. Bây giờ tôi muốn cắt tất cả các đường dư bên đây. Đó, thì tôi có thể gọi lệnh chim, rồi xong tôi chọn dao cắt, rồi xong tôi chọn từng cạnh từng cạnh. Như vậy thì nó lâu quá. Tôi sẽ gọi cái tùy chọn là fan này nè. Thì tôi sẽ giăng một sợi dây hàng rào ra. Thì cái sợi dây này nó đi cắt những đối tượng nào thì những đối tượng là được chọn vào, được cắt đứt đi. Đây tôi làm thử cho các bạn xem nha. Tôi delete này đi. Rồi tôi gọi tôi vẽ một số đường thẳng nè. Đó, lệnh là vẽ một số đường thẳng như thế này. Đó. Rồi ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ tôi có một cái đường ngang như này. Đó, đường này làm đóng vai trò là dao cắt, tôi sẽ cắt bỏ như này. Đó, tôi gọi lệnh là TR là chim là TR Enter nè. Đó, chọn dao cắt đi. Đây, Enter kết thúc việc chọn dao. Đó, bây giờ thay vì á, nó tại cái dòng nhắc này ha, chọn cạnh để cắt. Nếu như á, mình không dùng cái tùy chọn fan này, mình có thể lít chọn đây, cắt đứt các cái này lít từng cạnh. Như vậy thì sao, nó hơi lâu ha. Ví dụ đây ta có 100 đường như vậy thì ta lít biết chừng nào mới xong nha. Rồi enter kết thúc lệnh nè. Rồi tôi cần cho z nè để lặp lại, để quay lại nè. Bây giờ tôi thực hiện lại lệnh nè, tr enter đó, chọn dao cắt nè, Enter kết thúc việc chọn dao nè. Đó, giờ tôi sẽ chọn cái tùy chọn fan, click vô chữ fan hoặc là ta nhập chữ F vào. Đó thì nó hỏi nè, nó kêu nè, xác định cái điểm đầu ha, xác định cái điểm đầu của cái hàng rào này đi. Đây điểm đầu tôi đưa vô đây, click nè, click điểm nè, kéo ra. Thì cái sợi dây tóc này. Cái hàng rào này nó đi cắt tới điểm, cắt tới cái cạnh nào thì cạnh đó bị cắt nè. Ví dụ tôi lên đây thì bốn cái cạnh này bị cắt đó. Ta có thể là gì, làm nhiều đoạn ha, ví dụ này, hoặc là kéo xuyên đây hoặc không vương đó, tùy vào cái hình mình chọn đó. Tôi lít này đó, hết chưa, hết rồi, enter kết thúc, nó tự nó cắt, enter cái nó kết thúc lệnh. Thấy không? Cái này rất là hay. Đó. Rồi tôi cần chỉnh Z nè để nó lại nè đó. Rồi ví dụ đây tôi có trường hợp như này, đây ví dụ tôi có trường hợp như này đó, tôi có
hai cạnh tôi muốn cắt cái này đó, mà tôi dùng fan đây TR enter đó, chọn đối tượng cạnh cắt này, chọn cạnh cắt này, thì ở đây tôi có hai con dao này là một nè, chọn thêm dao này nữa là hai nè. Enter nó báo nè, hai lần tổng cộng được hai lần nè, hai cái nè. Enter kết thúc việc chọn dao rồi, chuyển qua fan click vô đây chữ fan hoặc là chữ F, gõ chữ F vô enter đó, click chọn nè, điểm đầu tiên nè đó. Mình có thể nếu mà click qua đây thì khó đâu, mình có thể đây kéo qua đây đó, enter enter kết thúc lệnh đó. Yeah, rất là hay. Cần trên Z lại nè. Bây giờ đó là cái tùy chọn thứ nhất. Giờ tùy chọn thứ hai là tùy chọn Roshin, là cắt nhiều đối tượng cùng một lúc, và các đối tượng bị cắt phải được chọn bằng Roshin. Đây có nghĩa là tôi cũng giống giống tương tự vậy, tôi muốn cắt bỏ những cạnh bên đây, thay vì lít chọn hoặc là dùng fan tôi dùng Roshin. Đây rồi lệnh là TR enter đó, chọn cạnh cắt, tôi chọn hai cạnh này, chọn cạnh này, chọn cạnh này, enter. Sau khi chọn cạnh cắt, tức là chọn con dao cắt xong, mình enter để kết thúc việc chọn dao. Khi kết thúc việc chọn dao, nó chuyển qua là chọn đối tượng để cắt nha. Thì ở đây tôi có Rosin nè, click vô này đó, Rosin, chọn cái điểm đầu tiên Rosin thì các bạn học rồi ha. Để con chuột phía bên phải nè, click nè, kéo về đó. Các bạn lưu ý nha, mình kéo cho nó cắt những đối tượng mình cần muốn chọn thôi. Nếu mình kéo qua đây á, thì nó cắt bên phía bên đây luôn. Kéo qua đây. Đó. Đó. Thấy chưa? Đó. Cũng rất là hay. Enter kết thúc việc lệnh. Chọn thực hiện lệnh. Rồi. Đó là kiểu Roshin. Roshin. Rồi ta qua cái kế tiếp. Đó là tùy chọn bằng S là chọn một cạnh. Thì có thể giao hoặc không giao với đối tượng cắt đó, nghĩa là sao? Ví dụ tôi có con dao cắt đây, dao cắt ví dụ như nó không đi, bắn không đi hết thẳng ra đây mà nó tới đây thôi. Bây giờ tôi lại muốn cắt cái cạnh qua đây, tức là giống như cắt ảo vậy nè, cái dao cắt là dao cắt ảo nè đó, đứt rồi đó. Thì thông thường mình hiểu á, là dao cắt mình nó đi tới đâu thì nó mới cắt đứt, ví dụ như cắt được được ba cạnh này thôi. Nhưng ở đây nếu mà mình dùng cái tùy chọn này là tùy chọn S này, thì nó có thể cắt cả những cái cạnh ngoài đây luôn. Đây tôi undo lại nha. Rồi giả sử tôi delete cạnh này đi đó, tôi muốn cắt hai cạnh này đó, mà dao cắt tôi chỉ tới đây thôi, tôi gọi lên là TR enter đó, chọn dao cắt nè, enter kết thúc việc chọn dao nè. Đây cái thằng này S nè ha, S là cạnh nè, đích chọn vô đây đó. Cái nó hỏi là gì? Cái hãy chọn một cái tùy chọn ha, rồi cái chế độ đó, chế độ ví dụ như là có gọi là có kéo dài hoặc là không có kéo dài ha. Ví dụ ta có kéo dài nè, extend nè, click chọn như đây. Rồi ví dụ những cạnh này mình cắt thì bình thường rồi đúng không, cạnh này đó, cạnh này đó, nó kéo thẳng ha, enter kết thúc lệnh nè, thấy chưa? Rồi kênh trên Z nè. Rồi tôi gọi là lệnh là TR enter nè, nó chọn cạnh cắt nè, enter nè, nó chọn S nè đó. Bây giờ tôi sẽ chọn thì chọn no extend nha, là không có kéo dài, no nè. Rồi cái này cắt thì ok nè, nhưng cái thằng này ha, các bạn thấy không, hồi nãy mình chọn no extend tức là không không có cho cái tùy chọn kéo dài, cho nên mình đưa vô bên này nó báo cái dấu biển cấm nè, thấy không, biển cấm nè, thấy chưa đó, chọn thử rồi không được à, cái cạnh này bị bình thường đó. Chỉ cái đó nha, enter kết thúc lệnh nè. Rồi thông qua cái kế tiếp đó là Erase, tức là gì? Mình vừa chim vừa kết hợp với delete các bạn. Đây ví dụ là tôi muốn chim cái cạnh này, chim cạnh này, chim cạnh này, đồng thời kết hợp delete một số cái cạnh đi. Các bạn thấy không? Đây chim những cái cạnh này và delete cái cạnh này đi. Thì mình có thể làm nè, TR nè, Enter nè, nó chọn cái gì? À khoan, từ từ, tôi sẽ undo lại. Đó. Rồi
gọi lệnh nè, TR nè, Enter nè, chọn cái giao cắt nè, đó, Enter kết thúc việc chọn giao nè, đó, chọn cái Erase nè. Ở đây thì các bạn muốn gõ thì các bạn gõ chữ màu xanh này nha, chữ R này nha, chứ không phải chữ E đâu nha. Enter nè. Đó, chọn đối tượng cần xóa, à, Offset to Erase. Giờ tôi muốn xóa cả đối tượng này, xóa là nó xóa hết luôn các bạn nha. À, xóa cái nguyên cái đối tượng này luôn, từ đây qua đây mình chưa cắt ra mà. Đó, rồi. Xóa đối tượng nào nữa không? Nhiều tôi xóa hai đối tượng rồi. Enter, xóa. Sau đó mình mới chim nha. Cạnh bên đây chim không được, lúc này như tôi muốn chim cạnh này thì tôi phải vô cái add nè. Đó, tôi khai tôi chọn extend nè, đó. Thấy chưa? Rồi, enter kết thúc lệnh. Tức là ta sẽ kết hợp nhiều cái option lại với nhau, nhiều cái tùy chọn lại với nhau. Cần chỉnh z lại nè. Ha. Rồi, đó là ý nghĩa của thằng Erase. Bây giờ ta qua cái undo. Undo là gì? Là trong quá trình ta chim, giả sử như ta chỉ muốn chim hai cạnh này thôi. Ha, chỉ muốn chim hai cạnh này. Ha, nhưng vô tình ta lỡ ta bấm vô đây luôn chim luôn cạnh này thì ta undo lại ha. Thì có hai cách, một là mình thoát ra lệnh, mình undo lại. Ha. Hai là mình sẽ undo trực tiếp trong lệnh chim này luôn. Đây tôi làm cả hai cách cho các bạn xem. Đây ví dụ tôi gọi lệnh TR Enter. Đó, chọn giao cắt. Đó. Enter kết thúc việc chọn giao. Đó. Chọn cạnh cắt, ví dụ cắt này, cắt này, cắt này. Sau khi cắt này tôi phát hiện à, thằng này không có cắt mà cắt thằng này, nhưng phải cắt thằng này thì tôi phải undo nè, tôi bấm như này. Đó, nó sẽ trả luôn một cái. Rồi. Tôi chọn tiếp những cái thằng cần cần cắt. Đó, cái việc này nó hay hơn ở cái chỗ là gì, nếu mà mình thoát lệnh đó, rồi mình undo á. À, thì nó sẽ gián đoạn cái lệnh mình đang thực hiện. Nếu mình muốn cắt tiếp cái bên đây thì mình lại phải gọi là lệnh chim. Đây, tôi enter kết thúc lệnh nha. Rồi tôi cần chuẩn nhất lại. Đây, tôi lặp lại lệnh theo cách hai nè. Nhà tôi gọi lệnh TR này, enter nè. Đúng không? Chọn giao cắt nè. Enter kết thúc việc chọn giao nè. Đó, ví dụ tôi cắt này, cắt này, cắt này. Đó, sau khi cắt này tôi lỡ tôi phát hiện á, thằng này không có cắt mà tôi lỡ tôi cắt rồi. À, thì tôi có thể Enter để kết thúc lệnh, rồi tôi bấm Ctrl Z, à, Ctrl Z để thực hiện lệnh undo, tức là undo ngoài lệnh lệnh chim nha, chứ không phải undo trong lệnh chim. Đó, thì nó sẽ undo lại toàn bộ cái quá trình mình sử dụng lệnh chim luôn, tại vì mình vừa mới thực hiện lệnh chim, nha, xong mình undo lại thì nó bỏ cái lệnh chim vừa mới thực hiện, à, nó khác nha các bạn. Giờ, cho nên là các bạn lưu ý nha. Còn không là mình undo lại như vậy rồi mình thực hiện lệnh chim lại. Đó, mình chọn lại. À, enter rồi mình lại chọn này. Đừng có chọn này rồi. Đó. Thì nếu như giả sử mình đã chim ở cái trước đây rất là nhiều rồi, mình undo lại một phát là nó mình lại làm lại từ đầu, à, rất là khó. Đây là cái hay của cái chim, à, trong cái undo trong cái lệnh chim. Rồi. Đó là một số cái option, à, những cái tùy chọn của lệnh chim ha, mình đã học hết rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ một vài cái bài tập nè. Ví dụ tôi muốn vẽ lệnh này. À, tôi muốn vẽ cái hình này nè. Hình số 1 nè. Thì tôi sẽ vẽ cái hình vuông ha, cạnh 100 100. Rồi, ở đây tôi vẽ cái đường tròn tâm ở trung điểm cạnh này, tâm trung điểm cạnh bên đây. Sau đó tôi dùng lệnh chim tôi chim đi. À, rồi tôi delete hết cái này. Đây, tôi lệnh ERC ha, hình chữ nhật đó. Đây, Shift A móc 100,100 Enter. Đó, tôi ra được cái hình vuông này. Bây giờ tôi gọi lệnh vẽ đường tròn C Enter tâm ở đây, à, kéo lên đây, Enter lặp lại lệnh tâm ở đây, kéo qua đây, Enter lặp lại lệnh tâm ở đây, kéo đây, Enter lặp lại lệnh tâm này, kéo đây. Đó. Vậy thì tôi muốn lấy ở giữa thôi nè. Các bạn xem nè, lấy ở giữa thôi. Thì tôi bỏ mấy cái ở ngoài cái đường cái hình vuông đi, tôi gọi lệnh chim nè, TR nha, Enter đó, lựa chọn cái dao đây, tôi chọn hình hình vuông nè, Enter kết thúc việc chọn dao nè. Đó, thì ở đây ta có nhiều cách, một là mình lít từng cạnh như vậy đó, thấy chưa, đó, lít từng cạnh như vậy đó. Hai là à, rồi Enter kết thúc lệnh, rồi tôi undo lại, tôi làm lại cách khác, gọi lệnh chim TR Enter nè.
chọn cái thằng này nè, enter nè. Rồi bây giờ tôi sẽ dùng fan đi, đây fan nè, delete này, delete này, delete này, delete này, delete này, à undo lại nè, à delete đây nó sẽ cắt cái này, nhầm rồi, undo lại nè, đó delete đây, delete đây, enter này. Đó. Rất là hay, enter kết thúc lệnh nè. Rồi hình kế tiếp hình này thì tôi cũng vẽ cái hình vuông 100 100 rồi, vẽ đường tròn ha, nằm đây tầm đây bốn cái đường tròn, rồi xong vẽ đường tròn ở giữa tiếp xúc, rồi REC enter này, hình vuông là shift amount nè, 100 nè, phẩy nè, 100 nè, enter nè, rồi vẽ đường tròn là circle nè, C enter nè, đây đây tầm nằm đây qua đây, tầm nằm đây qua đây, tầm nằm đây qua đây đó, xong đường tròn ở giữa nè, đường tròn ở giữa là tiếp tiến nè, các bạn vô này đây nè ha, này đã học rồi nè, tiếp tiến cái này ha, tiếp xúc đó. Rồi bây giờ mình TTR nè, gọi lên chim đó, chọn hình vuông nè, enter kết thúc việc chọn nè, đó mình có thể lít cạnh này, lít cạnh này, lít cạnh này, nếu mà ít thì mình có thể làm vậy cũng được, rồi enter nè, đó. Xong rồi này, bây giờ tôi undo lại, tôi chỉ cách khác. Trong cái lệnh chim đó, nó có một cái hay như này các bạn, ví dụ các bạn gọi lệnh chim nè, TR enter thì tại cái vị trí này gọi chọn cạnh cắt á, các bạn không lít chọn mà các bạn đây nè, ta thấy là select offset nè, hoặc all select all, tức là chọn tất cả, muốn chọn tất cả, em thấy cái này là ở trong dấu ngoặc nhọn, mình chỉ cần enter thêm một cái nữa thì nó chọn tất cả đều là cạnh cắt, nghĩa là gì, mình đưa vô mình lít cạnh nào thì nó sẽ dò tới cái đối tượng chạm với nó, ví dụ tôi muốn tôi lít vô này thì từ từ cái điểm lít này nó dò đây, nó tới chạm đối tượng đầu tiên, nó dò đây nó chạm đối tượng đầu tiên thì nó sẽ lấy cái đó làm con dao, nó sẽ cắt đứt đó đó đây nha. Cũng được nha, cho nên thường á, đây là tôi in đủ lại nè, cho nên thường là gì, người ta sẽ nói là gọi lệnh chim nè, enter hai lần, enter một cái nữa, enter một cái nữa, tức là enter hai lần để chọn chế độ là select all ha, đó. Các bạn lưu ý nha, cũng được ha, enter kết thúc nè. Rồi hình bên đây thì cũng là cái hình vuông cạnh 100 100 và cái thumb nằm ngay đây, tâm nằm ngay đây, tâm ở bốn đỉnh REC nè, enter nè, đây shift amount nè, 100 100 nè, đó rồi lên dãy đường tròn nè, C nè, enter nè, nằm đây qua đây, nằm đây tâm đây qua đây, tâm đây qua đây, tâm đây qua đây, đó xong mình chim cái này đi, TR nè, enter nè, rồi chọn dao nè, enter nè, rồi có thể dùng Rotation Window này đó, rất là linh hoạt, enter nè, đó có rất là nhiều cái tùy chọn trong cái lệnh chim này ha, tùy vào cái mục đích sử dụng mà các bạn có thể ứng dụng nó. Tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cái lệnh chim. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.